Lần trước nói chuyện với ông thì tôi có hỏi một câu mà ông cũng gọi là khá là gay gắt, nhưng mà rồi cũng không có câu trả lời một cách rõ ràng. Đó là tôi hỏi ông rằng với cái chuyện mà ban đầu chống rồi sau đó quay ngược lại 180 độ ủng hộ thì nó có liên quan tới cái chuyện mà ông được phía nào đó trả tiền trong cái vụ này hay không? Ông phản ứng nhưng mà ông không trả lời. Ông có còn nhớ hay không ạ? Nhớ Ông chứ? không trả lời. Ông không trả lời là yes or Đúng rồi. no, đúng hay là không đúng. Tại ông nói rằng cái này là không đáng để trả lời, Đúng vân vân. rồi, câu hỏi sắc láo, các bạn chụp mũ vậy, hỗn hào vậy, tôi chưa nói Nhưng mà chị. câu hỏi đó là câu hỏi mà nhiều người muốn biết. Và như vậy đó. Họ muốn biết cái này tôi trả lời không là chuyện của tôi. Đúng. Thì mới đây ông Phát Bùi ngồi nói chuyện với lại ông Đoàn Trọng ở trên đài Set, đài Sài Gòn Entertainment TV. Trong đó ông Đoàn Trọng có nói rất rõ là ông Đoàn Trọng có nói chuyện với ông Đỗ Dũng của báo Người Việt. Và ông Đỗ Dũng khẳng định là ông có nhận tiền. Tôi không nhớ là có nói là có nhận tiền của ai, của ông Linh Nguyễn hay là của ai khác thì tôi không nhớ cho nên không nói ngay bây giờ. Nhưng mà nói là ông có nhận tiền. Và ông Đoàn Trọng có hỏi lại ông Đỗ Dũng rằng là ông Đoàn Trọng nói rằng ông Đoàn Trọng hỏi lại ông Đỗ Dũng là ông có chắc không? Tôi sẽ thông báo gì đó thì ông Đỗ Dũng nói với Ngô Kỷ, Đỗ Dũng nói rằng là ông có nhận tiền. Và ông Đoàn Trọng sau đó với có một cái câu khẳng định rằng là như vậy nếu mà ông Ngô Kỷ làm như vậy thì là ông Ngô Kỷ đã vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ cũng như là vi phạm vào cái đạo đức của nhà đấu tranh. Đó là một cái đoạn mà tôi có nghe chính tai tôi trên đài Set. Thì cái chuyện ông Đoàn Trọng với lại ông Đỗ Dũng, nhất là ông Đỗ Dũng nói như vậy thì có nghĩa là có sự khẳng định. Thế nên sao? Khẳng định là ông có nhận tiền. Tại sao Thì tôi nhận tiền? Tiền gì? Tiền ông gì? Tiền gì? trong cái vụ việc mà có lẽ là trong cái vụ việc mà thay đổi lập trường về cái vấn đề chống những người tổ chức cái phố hoa Tết. Ông có ý kiến gì không? Ý kiến sao? Ông có phủ nhận hay là xác nhận cái việc ông Đỗ Dũng nói không? Còn những nó đau ở trong vết thương ấy, con cháu đấm bóp mà nói như ngay con cháu đấm bóp sao được mãi, cái ghế này nó bấm bóp lúc nào cũng được hết đấy, êm ả lắm. Năm nay tôi 86 rồi, còn nhờ được những cái này tôi lại khỏe thêm được ít nữa. Mà tôi thấy những cái người già nên mua những cái ghế như thế này mà ngồi, sung sướng lắm, thoải mái lắm, tì tê ngủ mất. Cũng khó ngủ cũng ngủ rẻ nữa. Tôi mong ước mãi mà mới được cái ghế như này, nó biết đi nữa. Thế nào nó cũng mua cho bà, thế là nó mua thật. Cái này nó bóp cả ngày, lúc nào chán thôi lên giường. Sùng thương quá. Xong, ông Dũng nói hồi nào? Ông có gì chứng minh ông Đỗ Dũng nói không? Có ông Đoàn Trọng nói, ông ông Đỗ Đoàn Dũng Trọng nói. nói vừa đâu nói Đỗ Dũng nói. Ông Đoàn Trọng nói, Đỗ Dũng nói. Ông Đoàn Trọng nói Đỗ Dũng nói khác. Ông Mà ông Đoàn Đỗ Trọng Dũng nói. nói Đỗ Dũng nói Ông là Đoàn khác. Trọng nói, ông Đoàn Trọng nghe ông Đỗ Dũng nói. Rồi sao? Thì ông Đoàn Trọng là ông liên hệ với ông Đỗ Dũng. Ông có phải phát ngôn nhân của Đỗ Dũng không? Ông có phải luật sư Đỗ Dũng không? Nói điều đó. Tại sao tôi căn cứ theo lời ông Đoàn Trọng nói? Ông Đoàn Trọng ông ngâu ông nói đi. Nếu Đoàn Trọng nói Ngô Kỷ lấy tiền này nọ hay whatever, hay Ngô Kỷ mới chơi gái hay hiếp dâm này nọ, ngâu nói đi. Tại sao ông nói ông Đỗ Dũng nói? Tại sao ông Đỗ Dũng không nói? Ông chứng minh tôi cái tờ báo nào ha, các tivi đài truyền hình nào ha, radio nào Đỗ Dũng nói không? Thì khi đó ông hỏi tôi. Còn bây giờ ông hỏi Đoàn Trọng nói ông Đỗ Dũng nói. Ủa? Đoàn Trọng là ai? Tại sao tôi quan tâm đến lời của Đoàn Trọng nói dùm cho ông Đỗ Dũng? Ủa? Ông Đỗ Dũng không có miệng à? Ông chủ bút tờ báo Người Việt mà to miệng lắm hả? Ông ngâu ông lên đài truyền hình của SVTN, đài SET, Nửa Vòng Trái Đất, đài Người Việt TV, ngay cả tờ báo Người Việt trình in nhé, ngày mười mấy ngàn số. Không có môi trường giọng nói à. Do đó tại sao phải phải nói qua Đoàn Trọng rồi nói qua tôi, Đoàn Trọng nói qua tôi. Ông Đoàn Trọng không nói qua ông Đoàn Trọng nói công khai trên đài SET TV.
Không, Đoàn Trọng có nói tôi. Trước khi lên đà xét, Đoàn Trọng gọi tôi có nói rồi. Đoàn Trọng gọi cho ông trước khi... Đại duyên chứ ông Đoàn Trọng có không? Đoàn Trọng gọi mấy lần đó. Sao lại có cái động tác như vậy là sao? Ủa thì cái chuyện chỉ có ông gọi Đoàn Trọng mà ông gọi tôi quyền của ông chứ. Thì tôi chỉ kể ông là có thể chỉ kể rằng là ông Đoàn Trọng nói điều gì khi mà gọi cho ông? Nói Đồng, Đồng Dũng nói là ông lấy tiền hay gì để tôi kêu ủa. Ông Đỗ Dũng ông có nói đi báo chí đà truyền hình này với ông cái không? Nói với tôi. Rồi tôi nói, tôi sẽ nói lại với Ngô Kỷ nha, Đỗ Dũng nói cứ nói đi đại đạo đã khác. Thì tôi nghe Đoàn Trọng nói trước khi ông lên đài nữa. Ông kêu ngầm ông sẽ lên đài chỉ thị ông tuyên bố lên đài. Ông đã gọi tôi trước khi ông lên đài, ông nói điều đó. Cái đó, đó là lời của Đoàn Trọng. Thì bây giờ anh tại sao bây giờ anh hỏi tôi nghĩ như thế nào về cái lời ông Đoàn Trọng nói, lời ông Đỗ Dũng nói. Nếu mà ông Đỗ Dũng nói, anh hỏi ông Ngô Kỷ, bây giờ ông Đỗ Dũng nói tôi lấy tiền để mà thay đổi kế hoạch chống đối chợ Hoa Viết để đặt khác nội dung giải pháp nè, thì khi nào anh nói ông Đỗ Dũng nói và bây giờ tôi có nhận xét về ông Đỗ Dũng nói, hai là ông Đoàn Trọng nói Ngô Kỷ lấy tiền để thay đổi kế hoạch chống đối thành ủng hộ này nọ, thì ông có ý kiến về Đoàn Trọng hay không thì ok. Còn ông hỏi ông nghĩ về lời nói của ông Đoàn Trọng nói là bây giờ bỏ qua cái chuyện cá nhân ông Đoàn Trọng hay cá nhân Đỗ Dũng mà mình nói về cái sự việc, thì ông xác nhận hay là ông phủ nhận cái sự kiện đó? Tôi đã nói anh khi mà câu hỏi mà nó lố bịch như vậy, nó hỗn láo như vậy, tôi đã nói rồi. Ví dụ hỏi anh có hiếp dâm đứa nhỏ hay không, anh có hay là anh có giết người hay không, anh làm anh hỏi những câu tàu lao thiên địa này nọ, tôi nghĩ tôi không trả lời. Thí dụ như là ông Đoàn Trọng đã nói lên trên Set TV rồi chưa đủ. Ủa thì nếu ông Đỗ Dũng đăng trên báo là chuyện khác, tôi học luật mà tôi biết, mà tôi học luật tôi biết mà nên là tôi biết thế nào, lúc nào tôi cần nói, lúc nào tôi nên làm thinh, lúc nào tôi phản ứng, lúc nào tôi không phản ứng. Rồi ở Mỹ tôi ra tòa 12 lần rồi. Nếu mà không có, thí dụ không có đi, thì như vậy ông Đoàn Trọng đã nói công khai trên đài Set rồi, thì ông có làm cái gì về vấn đề đó hay không? Tôi không trả lời anh được. Cái chuyện đó là gửi gắm qua từng thế hệ cùng dầu dỗ xanh con ó. Eastland Food 301-621-8140, 301-621-8140. Tại đây vấn đề đã liên hệ đến vấn đề pháp lý, đã liên hệ đến nguyên tắc hành chính, nó không đơn giản. Tôi có thể trả lời những cái gì mà nó rõ ràng ra. Còn những cái này, ngay cả câu hỏi anh cũng mơ hồ hồi nãy anh hỏi. Những câu lời anh nói, anh cũng không biết thế này, thế nào. Tôi nghe rất rõ ràng, và tôi tường thuật lại rất rõ ràng. Ông Đoàn Trọng nói rằng ông Đỗ Dũng nói với ông Đoàn Trọng, và ông Đoàn Trọng nói lại với ông Phát Bùi, mà nói không phải là nói riêng, mà nói công khai cho đài Set. Đơn giản cái chuyện nó đã công nói khai sao, như vậy. Nói sao? Anh nói rất rõ lại đi. Lại rõ lại nữa, nếu mà theo cái sự nhớ của tôi thôi. Rồi. Tức là không từng câu chữ một. Rồi. Ông Đoàn Trọng nói rằng là ông Đỗ Dũng nói với ông Đoàn Trọng là ông Ngô Kỷ có nhận tiền. À. Và ông Đoàn Trọng nói là có phải, có khẳng định được không? Ông Đoàn Trọng nói là cứ việc đi nói với ông Ngô Kỷ là ông Đỗ Dũng nói ông Ngô Kỷ có nhận tiền. Thì tôi thách đố Đỗ Dũng viết mấy chữ nói trên đài truyền hình đấy. Thì khi đó viết liền à. Còn bây giờ Đoàn Trọng lập là Đỗ Dũng mà không biết có phải lập rồi. Anh lấy gì bảo đảm là Đoàn Trọng lập đúng? Anh phải Đoàn Trọng không? Anh phải Thiên Chúa không? Rồi bây giờ ra rồi ông Đỗ Dũng ý là ủa tôi đâu nói đâu, Đoàn Trọng đã lấy gì vào chưa? Ông muốn nói là ông Đoàn Trọng bịa đặt ra chuyện này không, sao? Tôi giả sử thôi. Do đó vấn đề đặt ra, tôi đang nói về phần ông Đỗ Dũng. Ở này nè, ông Đỗ Dũng nói ủa, anh có nghe tôi nói không? Không. Nghe nói Đoàn Trọng, Đoàn Trọng nói sao? Nói Đỗ Dũng nói, ủa, sao đi vòng vòng vậy? Thì nếu mà ông Đỗ Dũng nói là không nói thì tức là trái banh nó rơi vào chỗ ông Đoàn Trọng rồi. Thì cái chuyện giữa các ông và đài Set rồi. Như vậy các ông giải quyết. Đâu phải ông giải quyết, họ nói về ông là đi nhận tiền là một cái, nếu gọi là vu cáo thì cái vu cáo đó vô cùng nặng nề cho một nhà đấu tranh. Thôi,
Đã tùy cái đề vấn đề ra cái gì của anh nạn nhẹ ha này nọ, nó không phải vấn đề đây là ai nói. Tại ông Đoàn Trọng nói, tôi Đoàn Trọng nói Ngô Kỷ thế này nào là một chuyện khác. Còn Đoàn Trọng, tôi Đoàn Trọng, tôi nói là Đỗ Dũng nói như thế này nào là một chuyện khác nữa. Nhưng mà thay vì để cho người này nói người kia nói thì đơn giản là nếu không nhận tiền thì ông khẳng định tôi không nhận tiền. Không, tôi đâu, đơn giản vậy thôi. Tôi đâu có phải là cái thằng. Và tất cả các cơ quan truyền thông gọi là đưa tin điện đó để mà coi như là ông không cần phải trả lời cho ai cả. Chị. Tại bữa ông nói là mất công bữa khác có người hỏi nữa. Ông tiền tôi có những cái tôi trả lời, những cái ví dụ ai giờ anh hỏi tôi đã nói anh ngân hàng anh số mấy anh trả lời đi. Nó mà tự nhiên ngân hàng tôi số mấy tôi đi nói anh chi. Hai này nọ, hai những cái chuyện tùy cái chuyện. Hai cái chuyện anh chưa cần trả lời, tôi chưa trả lời, tôi không trả lời. Không cần trả lời, hai này tôi chưa trả lời đây nọ. Và cái câu trả lời tôi là bây giờ anh chứng minh cho tôi Đỗ Dũng nói. Vậy thôi, anh chứng minh đi. Anh chứng minh cái gì cho thực tế Đỗ Dũng nói điều đó, anh chứng minh đi. Vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ để cái chuyện đó cho tiếp tục ông Đoàn Trọng hoặc ông Đoàn Dũng chủ bút có muốn việc được. Tại vì tự nhiên bây giờ tôi nghe có tôi cũng không ghét ông Đỗ Dũng mà tôi thương ông hay là giận ông, tại vì ông đâu có nói đâu. Tôi chưa hề nghe, chưa hề thấy. Ông chưa hề nghe chính tay ông. Nhưng mà ông Đoàn Trọng theo ông Đoàn Trọng nói là ông tôi cả đó Đoàn Trọng là ai? Mà biểu tôi tin nhiều Đoàn Trọng vì tôi nghe Đoàn Trọng. Ông Đoàn Trọng nếu ông nói tôi Đoàn Trọng nói điều đó thì ok, thì là chuyện khác. Đà SSTT tôi sẽ có vấn đề với SSTT, tôi có vấn đề với Đoàn Trọng. Đoàn Trọng nói là ông nói Đỗ Dũng nói với ông như vậy thì nó là một vấn đề khác anh Lâm. Nhưng mà nó cũng đã qua cái câu chuyện đó giữa ông Đoàn Trọng và ông Phát Bùi ở trên SCT. À thì tôi sau đó nó đã phát tán ra. Tôi đã nghe ông Đoàn Trọng trước khi phát tán rồi. Trước ủa. Ông Phát Bùi ông còn gửi đi cả thế giới nè. YouTube là Phát Bùi ông gửi đi cả thế giới. Ông biểu người ta vô ông gửi luôn cái link đó luôn. Nghe cả Phát Bùi. Cái này vấn đề đặt ra tôi đâu phải cái thằng mà gặp đánh gặp cái gì cũng đánh gặp cái gì cũng chống gặp gì cũng chửi đâu. Nó tôi không phải loại người đó. Đây nè, có phải anh đọc đi, có phải cái ông Phát Bùi viết này, Tạ Phúc 40:30 là anh đọc có phải là ông Phát Bùi tại Phúc 40:30 có phải Bùi. Email của Phát Bùi không, anh thấy tên Phát Bùi không, email từ ông Phát Bùi rồi phát@phatbui.com. Hy vọng là nó không phải là giả mạo. Có Phát Bùi. Tại có một dạo ông Phát Bùi cũng bị giả mạo. Lung tung hết. Có người ta nói, người ta gửi tôi nói là đó có Phát Bùi. Thì bây giờ cái đó thì tôi dưới ký đây Phát Bùi. Với cái chủ đề sẽ gửi vào ngày thứ hai. Chứ không phải hôm nay là tới thứ năm rồi. Gửi nhiều hôm rồi. Gửi hôm thứ hai, 16 tháng Giêng. Chủ đề của cái email là Đỗ Dũng cho biết Ngô Kỷ được trả một số tiền nên ngừng chống hội chợ hoa. Và cái nội dung là Tại Phúc thứ 40.30, phóng viên Đoàn Trọng cho biết ông có hỏi Đỗ Dũng, chủ bút của báo Người Việt. Ông Đỗ Dũng cho biết ông Ngô Kỷ có nhận tiền của anh Linh. Tôi xin đọc thích một đoạn tí nữa. Và để có cái YouTube link đó, chắc là cái YouTube link của cái buổi nói chuyện giữa ông Đoàn Trọng với lại ông Phát Bùi ở trên Set TV. Và cái email viết tiếp là Ngô Kỷ phản đối hội chợ hoa do ông Linh chủ nhân Lê gửi tiền và tiệm nước Phúc Long tại Main Street Garden Grove tổ chức gần đây ngày 14 tháng 1 trên phố Bosa TV. Ông đảo ngược nói ông Linh là bạn và ông ủng hộ hội chợ hoa của ông Linh. Khi phố Bosa TV đặt câu hỏi, Ngô Kỷ có được trả một số tiền nào đó để mà ngưng chống hay không? Ngô Kỷ không xác nhận có hay không, mà chỉ nói quanh co. Xin coi phố Bosa TV ngày 14 tháng 1 tại cái phút là 1.26.54, ký tên là ông Bùi Phát.
Thì cái đó rồi đó, à, thì tôi nói là cái chuyện mà phát tán rồi. Ủa thì ông nghe phát bùi, ông cũng nghe ông Đoàn Trọng nói thì ông phát tán đi. Thì đó thì nó bình thường thì thôi. Tôi cũng tại tôi cái trái sống vậy đâu, thì tôi cũng phát nó là rồi chuyện khác. Còn tôi phản ứng như thế nào, tôi có phản ứng hay không, tôi phản ứng như thế nào là một chuyện khác. Cái đề tôi bữa nào anh nói Đỗ Dũng ngồi trước máy anh ta lên thầu, ông Đỗ Dũng ông nói vài chữ đó, mấy chữ thôi. Thầu Đỗ Dũng không viết mấy chữ thôi. Ông chủ bút mà. Ông dùng cả tờ báo ông viết còn được nữa mà. Ông quyền hẳn. Ông lên đài truyền hình 4 năm đài. Ngày mai tôi sẽ gọi cho ông Đỗ Dũng hoặc là nhắn tin cho ông Đỗ Dũng. Đó. Hy vọng là ông Đỗ Dũng trả lời. Ra chắc ông cũng nếu mà cần đưa tin thì ông đã đưa trên cái trang báo chính thống Người Việt hoặc là SET rồi. Ông làm đài truyền hình SVTN nè, đài truyền hình Việt Người Việt nè, đài truyền hình kênh của Nửa Vàng Trái Đất nè, đài truyền hình SET nè. Đó là 4 năm kênh đài TV lớn á. Này nọ nhiều người coi này nọ đó. Đó là chưa kể ông là chủ bút tờ báo Người Việt lớn nhất hải ngoại nữa. Còn lãnh đảnh này lung tung nữa. Thì mà quý vị có thấy không? Quý vị không thấy. Không thấy ông Đỗ Dũng nói đó hả? Không thấy mình nói viết gì hết. Tôi chỉ nói vậy thôi, ok. Có đẹp tôi có nghe Đoàn Trọng gọi phone tôi, nó báo cho tôi biết là Đỗ Dũng có nói. Tôi không phủ nhận điều đó. Rồi ông Đoàn Trọng còn hứa tôi, ok, ngày mai ông sẽ lên đài, ông nói điều đó. Và ông đã làm. Có đều điều ông Đoàn Trọng nói hả? Điều ông Đoàn Trọng lên đài nói, Đỗ Dũng nói. Có đều Đỗ Dũng có nói hay không là một vấn đề khác. Ông Ngôn á, ông nói Đỗ Dũng, ông chứng minh cho tôi Đỗ Dũng viết mình nói là đài điện báo ở đâu đó anh đưa rồi chúng ta có cái show rồi. Hồi đó anh hỏi tôi sẽ trả lời. Hội Tết Sinh viên lần thứ 41 sẽ được diễn ra vào ngày 27 đến ngày 29 tháng Giêng tại 88 Fair Drive, thành phố Costa Mesa, đối diện trường đại học OCC với hàng ngàn chỗ đậu xe thoải mái. Mọi chi tiết xin vào trang nhà tetfestival.org hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-576-6411, 714-576-6411. Hội Tết Sinh viên xin trân trọng kính mời. Một khán giả nói là Hiếu Lâm Bùi Duy. Câu này cũng khá khó, đó là ông Ngô Kỷ nói úp úp mở mở, chắc là mấy ông kia nói đúng. Thiệt quá. Trời ơi, đừng cái gà đừng kích tôi. Ôi, tôi cứ đúng đi, cứ tố đi. Tôi đã nói trả lời yes hay no nó dễ lắm. Yes, no gì? Khánh Phạm nói rằng là nếu ông Đỗ Dũng đã nói, thì tin chắc là đã có bằng chứng vì ông Đỗ Dũng là nhà báo. Ủa thì bây giờ tại sao ông không nói điện báo, ông lên đài đi? Tại sao ông lại nói bên Đoàn Trọng? Phi lý không? Ủa thì ông biết đi, ông nói đi. Tôi biết liền à. Tôi đâu phải là cái thằng mà nói cái gì rồi mình cũng nhảy ra, mình yes, mình no, mình trả lời. Tôi đâu phải thằng điên. Cái ăn có nồi ngồi có hướng. Khi mình nói, mình trả lời yes, no, nó có giá trị sau sự tính toán, mưu lược hay này nọ. Chứ không phải tôi cái thằng mà, tôi ví dụ cái đó. Tôi kỹ mày mới hiếp dâm con đó. Không có. Ủa, nó quẩn đâu làm vậy? Tào lao vậy? Trời ơi, mấy cái thằng dư luận viên rồi trong nước sống dưới chế độ Cộng sản, nó ngu, nó nghĩ vậy chứ. Đâu phải cũng ngu như tụi bay đâu. Rồi. Thì từ ba nói Đỗ Dũng đến nhà báo nó ngon lành thì nó, ủa thì nó có báo nó viết đi, nó có đài nó nói đi. Trang kỳ nó không dám nói, nó không dám viết, và tụi bay đi binh nó, binh cái gì ngu vậy? Ủa nó không nói, nó không viết, không có bằng chứng, rồi bây giờ nó viết là tụi bay cũng đi tin nó. Có gì nó đơn trọng đâu, đơn trọng chứ. Bây giờ là đã 1 giờ. Có cái gì mà che giấu dưới mặt trời hả? 1 giờ. Chúng ta đã có 2 phút. Đáng lẽ là tôi phải clear cái điện này. Mà có gì để nó clear. Nó xứng đáng gì clear. Làm sáng tỏ. Ông Đỗ Dũng ông nói có. Nếu ông nói vậy là tôi nó có hay không liền. Tôi trả lời yes hay no liền.
Nhưng cái này ông Đoàn Trọng ông nói, Đỗ Dũng nói, tại sao tôi phải đi nó có hay không? Còn khi Đỗ Dũng nói, tôi trả lời liền, quý vị sẽ đạt vấn đề. Đỗ Dũng có hay không? Ngô Kỵ có hay không? Lấy máy sự thật liền, hai đứa ngồi máy sự thật liền. Câu đây qua Đoàn Trọng. Ông Đoàn Trọng nói, à tôi nói vậy đó. Rồi sao làm cái gì ông? Đó mình phải biết, mình phải biết. Đó đó quý vị, vì quý vị cảm tính à, tôi làm bằng đầu, tôi làm bằng lý lẽ, bằng nguyên tắc. Do đó người kinh nghiệm trong cuộc sống nó khác, một thằng ngu xuẩn nó khác, một người sống bằng cảm tính nó khác. Tôi đâu phải thấy vậy đâu, tôi chả tưng 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 đây, không có. Anh hiểu không? Do đó vấn đề đặt ra. Thôi thì có lẽ là cái việc đó sẽ còn đợi, nếu mà ông Đỗ Dũng và ông Đoàn Trọng muốn nói một cách rõ ràng hơn thì họ phải nói rõ ràng hơn. Ngày mai tôi sẽ gọi cho ông Đỗ Dũng hoặc là để tin nhắn để hy vọng là có thêm một cái tí manh mối nào đó khẳng định hay là phủ nhận cái lời ông Đoàn Trọng dẫn lời ông Đỗ Dũng. Anh thâu băng đi, anh thâu băng Đỗ Dũng trả lời anh cho mọi người nghe, rồi cho tôi nghe thôi đó, tôi anh Hữu tôi trả lời. Ok, phải có bằng chứng. Cái còn ví dụ ngày mơ anh Hữu mà anh lặp lạ tôi không tin. Phải nghe lời anh nói, Đỗ Dũng nói ông vậy mà ông có bằng chứng gì, không quay phim mà ít ra một chữ viết gì hay là nói gì hay này nọ. Chứ còn ngày mơ ông nói lấy gì là tin ông. Sẽ gửi bằng tin nhắn. Cái gì cũng được, cái gì cũng phải có bằng chứng. Ok.